Chào cả nhà, đây là trọn bộ thủ dĩ luộc, đầu heo luộc cúng cho khách em hôm nay ha. Thì trọn bộ bao gồm những gì? Đó là một cái đầu heo luộc, đây là mỡ chài ha, mỡ chài của nó này. Còn đây là bộ lòng, lòng thì có bao gồm là lòng già và lòng non ha. Đó, lòng già, lòng non. Còn đây là bộ lòng thì có bao gồm nữa là có cái quả tim này ha, có dồi trường dạ dày đó, à, có lá lách này, có phổi này, à, có gan này, có huyết này. Thì khách lấy mỗi thứ một ít chứ không có lấy hết ha, thì lựa ra. Đó, đây là cái đuôi ha, đây là cái đuôi này, đuôi ha. Còn đây là bốn cái móng, và khách cũng lấy ngắn thôi chứ không có lấy dài. Khách nào có nhu cầu lấy dài thì mình cứ nói em ha. Đó, đây là chọn bộ thủ dĩ luộc cho khách em. Khách nào có nhu cầu thì có thể liên hệ cho em ha. Bên em là chuyên phục vụ các mâm cúng chọn gói cũng như là mâm cúng theo yêu cầu của khách này. Đó, đầu heo luộc này, đó, lòng luộc này, móng nuôi đầy đủ hết ha.